chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với bản tin tổng hợp của Nhân dân trẻ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung 344 tỷ đồng kinh phí mua bù vaccine, hóa chất sát trùng và hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia. Quý 1 năm 2021, nhiều doanh nghiệp bất động sản báo lãi cao ngất ngưỡng. Hà Nội sẽ tập trung xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí đô thị. 5 huyện sẽ lên quận giai đoạn 2021-2025, bao gồm Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì và Đan Phượng. Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cơn sốt lan đột biến chưa hạ nhiệt, thị trường cây cảnh tiếp tục nóng lên với Monterra, trầu bà Nam Mỹ có mức giá từ vài chục triệu đến nửa tỷ đồng mỗi lá. Người dân tạm trú phải khai báo y tế khi trở lại Hà Nội sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Chủ tịch Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng doanh nghiệp đã đến bước đường cùng, khó có thể trụ vững. Thị trường lao động Việt Nam vẫn được coi là dư thừa lao động, chất lượng việc làm chưa cao, phát triển không đồng đều, mất cân đối nghiêm trọng về cung cầu lao động giữa các vùng, khu vực, ngành nghề kinh tế. Nhà bán lẻ Thế giới Di động vừa gửi văn bản đến các hãng, nhà phân phối đề xuất phương án mở thêm hình thức bán hàng cho đại lý bán lẻ. Thương hiệu VinFast xuất hiện trên bảng quảng cáo khổng lồ tại quảng trường Thời Đại ở Mỹ. Quý 1 năm 2021, doanh thu của Vincom Retail tăng 32% so với cùng kỳ lên 2.226 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng tăng 59% lên 781 tỷ đồng. Nga thông báo phạt Apple hơn 906 triệu rúp với lý do lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bằng cách ưu tiên phân phối các ứng dụng do chính tập đoàn này phát triển. Với phiên bản iOS 14.5, người dùng iPhone 12 tại Việt Nam đã có thể sử dụng 5G. Ngày 27 tháng 4, Viettel khai trương sử dụng dịch vụ 5G tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trở thành nhà mạng đầu tiên cung cấp 5G ở khu vực miền Trung. Mỹ cho biết sẽ nới lỏng các quy định hạn chế hiện nay liên quan đến COVID-19 đối với các sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Trung Quốc. Chính quyền bang Kashmir, Ấn Độ dự kiến cho 600.000 người hành hương Hindu tham dự cuộc hành hương Amarnath hàng năm bất chấp dịch COVID-19 đang bùng phát nghiêm trọng. Theo Bộ Công Thương, sau khi tiến hành mở cửa, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện đã tăng 170 lần so với năm 1986, tăng 37 lần so với thời điểm Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995 và tăng 5 lần so với thời điểm chính thức gia nhập WTO vào năm 2007. Đặc biệt, Việt Nam có mức tăng trưởng thương mại lớn nhất thế giới khi dịch chuyển từ vị trí thứ 39 vào năm 2009 lên vị trí thứ 23 vào năm 2019, theo WTO. Những con số này cho thấy độ mở cửa của nền kinh tế Việt Nam cũng như tính nghiêm túc trong việc thực thi các cam kết quốc tế kể từ khi gia nhập WTO. Trong 5 năm tới, chính phủ Việt Nam có mục tiêu thâm hụt ngân sách tương đương 3,7% GDP, giữ mục tiêu nợ công tương đương 47,5% GDP, thấp hơn so với 65% trần. Đây là mục tiêu có thể đạt được do tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao. Năm 2020, tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 2,9% do đại dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn là một số ít nền kinh tế tăng trưởng dương trên thế giới. Có những lúc không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là ai của ai. Hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng đến thế. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bản tin tổng hợp Nhân dân trẻ. Hy vọng các bạn đã có được những thông tin hữu ích và cập nhật. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tổng hợp Nhân dân trẻ ngày mai.